Thu Linh cùng ban biên tập Hồng Biên TV mến chào quý vị và các bạn đã đến với bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Mến chúc quý vị có một ngày đầu tuần nhiều niềm vui, tràn đầy năng lượng và bình an trong cuộc sống. Quý vị thân mến, năm mốt mùa xuân mãi tươi xanh, giữa bùn nhầy hôi tanh vẫn sáng. Tiếng gào thét vang vọng nào tỏ rạng, xu mây mù những áng sông đen. Võ Hoàng Yên thần y bựa đê hèn, bày ekip lừa dân đen tăm tối. Lũ nghệ sĩ mượn danh mà đánh đổi, chữ nhân từ sám hối ở gì đây? Thiền am chết tiệt cũng răng bầy, sống loạn luân dựa thầy tu ẩn trú, che cả trời cùng nhiều lũ quan tham. Báo luật bẫn núp sau những chiêu màn, đẩy bách tính cơ hàn vùng tăm tối. Nguyễn Phương Hằng nữ thư hùng quyết chiến, dẹp giặc trong vẫy vùng một năm qua, tấm gương ghi sâu sắc mãi không nhòa. Triệu trái tim vỡ òa trong thổn thức, chữ lương tri loài người ai thúc giục, chính nghĩa thắng bạo tàn dẫu gục ngã còn vinh. Thưa quý vị và các bạn thân mến, đây là một bài thơ rất hay của một vị quý độc giả gửi đến cô siêu Nguyễn Phương Hằng, và chúng tôi những người làm chương trình rất mong cô siêu Nguyễn Phương Hằng sẽ có tinh thần thép để có thể vượt qua mọi sự khắc khổ và gian nan phía trước. Và quý vị thân mến, Đức Hiến đã có động thái lạ sau khi anh em cùng cha các ông nội bị bắt giữ. Như quý vị đã biết là trước khi bị bắt thì đối tượng Đặng Như Quỳnh đã được truyền thông tung hô không khác gì Võ Hoàng Yên. Võ Hoàng Yên, Tịnh Thất Bồng Lai chính là những bằng chứng sống chứng minh cho sức mạnh của truyền thông, và cũng là minh chứng nếu truyền thông không trở thành công cụ của cái ác thì hậu quả kinh khủng tác động đến đời sống xã hội Việt Nam như thế nào. Mới đây, khi Đặng Như Quỳnh bị tướng Tô Ân Sô bắt giữ, người ta còn ngả ngửa khi biết ông ta từng hả hê vui mừng khi mà cô Nguyễn Phương Hằng bị bắt và tìm ra chân tướng, thì hóa ra anh này là một nhà kêu gọi từ thiện tài ba trong suốt nhiều năm qua, và lưu ý anh ta cũng là một sản phẩm được truyền thông nhào nặn, tung hô không khác gì Võ Hoàng Yên. Theo đó, báo chí đã từng ca ngợi nhà kêu gọi từ thiện này như một vị doanh nhân thần đạt. Toàn bộ lịch trình kêu gọi từ thiện dày đặc của các đối tượng như Đặng Như Quỳnh, chúng ta thấy rằng cũng như là anh ớt sừng ớt nghé là nhóm cường sĩ suốt nhiều năm kêu gọi từ thiện. Nhưng hiển nhiên Đặng Như Quỳnh chưa bao giờ biết đến sao kê là gì, và còn nguy hiểm hơn khi anh này học y chang cách thức của nhà báo Đức Hiển khi tay nhà báo của Pháp Luật Online cũng từng tung tin giả bác sĩ khoa mùa dịch Covid-19 làm xáo trộn ảnh hưởng tình hình khắc phục dịch bệnh của nhà nước. Đặng Như Quỳnh thì ngang tàng hơn khi viết tới 216 bài viết gây nhiễu loạn thông tin chống dịch Covid-19 tại Hà Nội. Và mục đích của Đặng Như Quỳnh và Đức Hiển dịp ấy là gì nhỉ? Là vẫn mục đích từ xa xưa đến nay kêu gọi từ thiện, nhưng quả báo ứng kêu gọi từ thiện không sao kê, hả hê. Mà khi cô siêu Nguyễn Phương Hằng bị bắt thì giờ anh ta là một đối tượng đầu tiên bị công an bế lên phường. Bởi vậy luật pháp có thể lách chứ luật trời thì khó chạy lắm các lươn ơi. Quý vị thân mến, đã nhiều lần có thông tin gây xôn xao về việc đóng cửa khu du lịch Đại Nam, nhưng càng gần đây tin đồn thì càng rõ rệt. Thông tin khu du lịch Đại Nam sắp bị chuyển nhượng chủ mới đang được chia sẻ rầm rộ, bàn tán trên các trang mạng. Mọi việc bắt nguồn từ phản hồi của đơn vị được cho là chủ sở hữu Đại Nam trên phần đánh giá của Google. Ai nấy đều hoang mang cho số phận của Đại Nam, nhất là khi sự việc cô siêu Nguyễn Phương Hằng bị khởi tố và bắt tạm giam. Đây là công trình tâm huyết của chú Huỳnh Uy Dũng và cô Nguyễn Phương Hằng. Khi tin đồn xôn xao, thì trước đó cô Hằng cũng đã có động thái liên quan đến chủ nhân thực sự của khu du lịch Đại Nam. Cụ thể trên trang Facebook Tích Xanh, nữ đại gia Bình Dương đăng ảnh là cậu con trai diện đồ chỉnh tề kèm dòng trạng thái ông chủ nhỏ Đại Nam. Nhiều người cho rằng đây có thể là ngầm khẳng định người thừa kế của Đại Nam xóa tin mọi tin đồn là đã bị chuyển nhượng cho chủ mới. Tuy nhiên tất cả vẫn chỉ là phỏng đoán, netizen đang rất mong chờ câu trả lời của chú Dũng. Dù vậy, trước đây chính cô Hằng là người nhiều lần tự tuyên bố đóng cửa giải thể khu du lịch Đại Nam. Trong lần gần nhất, quyết định của cô siêu Nguyễn Phương Hằng là đưa ra kèm một lý do khiến netizen vừa bất ngờ vừa xót xa. Thời điểm đó, Đại Nam đang đối mặt với làn sóng tẩy chay dữ dội vì một số phát ngôn của cô Hằng, từ bão Rest một sao trên Google đến bình luận chỉ trích ở fanpage, YouTube, rồi những nhóm anti hàng nghìn thành viên đã ảnh hưởng lớn đến những người điều hành tại Đại Nam. Trong một live stream thì cô Hằng trước đó cũng đã tuyên bố có thể chúng tôi sẽ dừng lại và đóng cửa Đại Nam vĩnh viễn và giải thể bớt một số công ty, chỉ là
làm lại hoặc là một hai công ty để duy trì quỹ hoạt động một team. Lý giải cho sự việc này thì cô siêu Nguyễn Phương Hằng cho biết cảm thấy bất công vì những hành động tẩy chay của một số bộ phận dư luận thời gian qua khiến cô vô cùng thất vọng và không muốn kinh doanh Đại Nam nữa. Trước đây thì cô Hằng cũng đã từng tuyên bố thực chất Đại Nam không có lãi, cô Hằng và các cộng sự chỉ duy trì hoạt động vì cộng đồng. Dẫu vậy, 3 tháng sau live stream sau đó, cô Hằng vẫn không xác nhận thêm về việc đóng cửa Đại Nam hay là chuyển nhượng chú mới như các tin đồn gần đây. Không chỉ vậy, chú Dũng, cô Hằng còn sẵn lòng là biến trường đua Đại Nam thành khu cách ly hay là làm nơi cung cấp oxy miễn phí cho toàn người dân. Liên tiếp những ngày qua, chúng ta đón nhận những tín hiệu khởi sắc trong cuộc chiến của cô siêu Nguyễn Phương Hằng. Đó không phải là những thông tin báo rằng là cô Phương Hằng trắng án, nhưng hiện tại cũng đã có là những vệt sáng nhấp nháy như nhóm tia lửa hy vọng vào niềm tin của chính nghĩa. Đầu tiên là việc lá thư với 16 trang giấy A4 của bác cựu chiến binh Đặng Quang Quỳnh đã gửi đến tận tay của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc với một người gửi có uy tín khi là một cựu chiến binh chống Mỹ, nguyên giám đốc Trung tâm Thông tin và Xuất bản. Thì hẳn lá thư này sẽ ẩn chứa tất cả và đầy đủ tiếng lòng của nhân dân và các cấp lãnh đạo sẽ xem và rất coi trọng. Tin vui tiếp theo là những lươn con như Hàn The, Phân Phong, Hoàng Kim Dung, Đinh Lăng, Lê Minh, Thanh Trần, Bông Lan Trứng Thối, Thám Tử Cung đã có dấu hiệu tắt đài khi Bộ Công an đang mở rộng điều tra vụ án của cô Phương Hằng. Đồng thời, đối tượng Đặng Như Quỳnh, người chuyên bêu rếu cô Hằng, người cũng hoạt động từ thiện, đã đích thân bị tướng Tô Ân Sô bắt giữ. Những thông tin này là những tia ánh sáng tiếp thêm niềm tin cho nhân dân về chân lý và chính nghĩa sẽ chiến thắng. Mới đây, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Lâm Đồng, ông Lê Văn Tòa đã tiếp thêm sức mạnh cho niềm tin hy vọng về một tương lai tươi sáng. Ông chia sẻ, bà Nguyễn Phương Hằng đã không tin vào kết quả điều tra của cơ quan điều tra Bộ Công an, đúng thôi. Vì kết quả điều tra kết luận Võ Hoàng Yên, Hề Lũ, Trấn Lột, Thủy Tề không có dấu hiệu phạm tội là chuyện của cơ quan điều tra, và tin hay không là quyền của cô Hằng và mọi người, và cô Hằng là người tố giác mà quyền của người tố giác là chấp nhận hoặc là không chấp nhận. Nếu không chấp nhận, đi tìm chân lý và là chuyện hiển nhiên vì cô Hằng và chú Dũng đã không bỏ cuộc, nói thiệt và làm thiệt chứ không phải là nói cho được lòng mọi người, cho qua chuyện và sự thể sẽ như thế nào thì chúng ta chưa biết được. Nhưng chuyến đi Hà Nội vừa rồi cũng đã chứng minh một cuộc đấu tranh cho cái thiện của cô Phương Hằng chưa kết thúc. Cho dù cơ quan điều tra đã kết luận những người tố cáo là không có dấu hiệu phạm tội, không biết quý vị sẽ nghĩ như thế nào. Nhưng tôi và tin rằng thì chuyện gặp Trung ương không phải nói vài câu là xong đâu quý vị. Chứng cứ đâu phải là cung cấp lung tung, chứng cứ đâu phải là cung cấp là phải đúng nơi, đúng chỗ, đúng người, có trách nhiệm, người mà mình tin tưởng. Chứng cứ không cung cấp lung tung được vì nó đâu dễ bị đối phó, thất bại đâu phải là chuyện giỡn chơi. Tôi nghĩ cô Phương Hằng ra Hà Nội gặp Trung ương, bà không đi tay không mà phải có chứng cứ vi bằng. Có người giễu cợt chúng tôi nói là cô Hằng đã thua rất đau trong vụ và cô siêu Nguyễn Phương Hằng đã lên tiếng tố cáo thì cả hai vụ không có dấu hiệu phạm tội. Một vụ bị công an huyện khởi tố nhưng chưa chắc có tội. Nhưng thưa quý vị rằng, tôi chưa đặt ra vấn đề thắng hay thua. Tôi chỉ nói là ủng hộ việc làm của cô Phương Hằng, nhưng hôm nay tôi không úp mở nữa. Tôi nói thẳng là cô Phương Hằng đã thắng, không thắng bình thường mà còn thắng vẻ vang và thắng lớn nữa cơ. Nhìn cách người dân tiếp vợ chồng cô Hằng ở Hà Nội, không phải hàng trăm mà là hàng ngàn người đăng ký để gặp giao lưu. Họ tôn vinh, họ ca ngợi không chỉ người dân Hà Nội mà còn con người ở các người dân ở các tỉnh khác về Hà Nội để giao lưu, gặp gỡ chú Dũng cô Hằng bằng da bằng thịt. Không chỉ Hà Nội mà những nơi mà cô tuyên bố ghé đến đều có rất đông người chờ đợi. Một câu hỏi đặt ra, vì sao người ta yêu mến ủng hộ cô Phương Hằng chú Dũng đến mức như vậy? Vì người ta thần tượng cô Hằng. Vì sao họ thần tượng cô Hằng không phải do hiếu kỳ mà là do việc làm của bà ấy đúng, người dân đấu tranh đến cùng. Vì cái thiện không mệt mỏi chống lại cái ác mà không hề sợ hãi. Vì cái chung là chứ không phải là cái riêng. Vì những con người yếu thế trong xã hội chứ không phải vì những người giàu sang phú quý. Tuy vậy, cô Phương Hằng đã thắng ở trong lòng dân. Đó là cái thắng thứ nhất. Cái thắng thứ hai đó là dù pháp luật công bố các đối tượng mà cô Phương Hằng tố cáo không có cơ sở chứng minh phạm tội, nhưng quan trọng hơn, cô Phương Hằng đã thắng ở việc bà đã chặn đứng nguy cơ lợi dụng hoạt động từ thiện để trục lợi cá nhân. Trong vụ việc Võ Hoàng Yên, cô Hằng đã tố cáo hoạt động khám chữa bệnh trái pháp luật, gian dối khi tự quảng cáo tên tuổi của mình là bia như một thần y. Bà đã bóc mẽ chân tướng để người dân thấy rõ trong xã hội đang tồn tại một lang băm
từ đó mà người dân nâng cao cảnh giác hơn. Có thể cơ quan điều tra cho rằng vài trăm tỷ đồng của vợ chồng chú Dũng Cô Hằng đưa cho Võ Hoàng Yên sửa chùa làm từ thiện là chưa đủ yếu tố để khởi tố vụ án hình sự về tội chiếm đoạt tài sản, nhưng điều đó không quan trọng. Quan trọng, Cô Hằng cho dân thấy rõ chân tướng của một lang băm lừa bịp thiên hạ, làm gì có cái kiểu là chữa bệnh quái đản. Đau đầu thì vỗ vào đầu, câm thì kéo lưỡi, điếc thì vỗ vào tai, tay quẹo, chân quẹo thì là bẻ chân bẻ tay, lừa đảo chiếm đoạt tiền của người khác là số tiền bẩn thỉu, còn lừa đảo trong khám chữa bệnh là ác độc phi đạo đức. Vụ việc này theo tôi là chưa dừng lại. Cái tháng thứ 3 của cô Hằng là cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án hình sự Tịnh Thất Bồng Lai. Dù chưa có kết luận chính thức nhưng cô Hằng đã vạch trần một sự thật rằng đó không phải là chùa, không phải am, không phải tu sĩ, không phải là cơ sở tôn giáo, không phải là trại nuôi trẻ mồ côi. Theo tôi, điều quan trọng nhất là cứu vớt tương lai của những đứa trẻ trong đây. Trước đây tôi từng nói là cô Hằng khẩu xà tâm Phật, người khẩu xà tâm Phật là người tốt chứ không phải là người xấu. Vì vậy nhân dân mới trải lòng đón tiếp cô Phương Hằng. Dù cô Phương Hằng kết quả như thế nào, thì cô Phương Hằng đã thắng đậm đà trong lòng người hâm mộ. Đây là một điều quý giá và cao quý hơn tất cả mọi thứ tài sản mà bà đang có. Thưa quý vị và các bạn thân mến, sau đây chúng ta sẽ đến với một bài viết với tựa đề nhảm nhí. Vài trang báo và báo điện tử Người Lao Động và những tưởng là tờ báo của Người Lao Động đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động. Chẳng biết họ giáo dục phóng viên của mình như thế nào mà chuyên xăm soi từng cọng lông của Tổng Giám đốc Khu Du lịch Đại Nam. Lợi dụng Nguyễn Phương Hằng bị bắt giam, họ không bỏ sót bất kỳ một chi tiết nhỏ nào nhằm nói xấu như không có gì xấu hơn. Nguyễn Phương Hằng là Tổng Giám đốc doanh nghiệp có trên 2.500 lao động, lo cho từng con người ấy có thu nhập công ăn việc làm liên quan đến bát cơm manh áo của hàng chục ngàn miệng ăn, lại còn cõng trên mình là trên 1.200 tỷ đồng tiền thuế đóng góp vào ngân sách nhà nước. Và như tổng giám đốc của họ từng hơn một lần tuyên bố là dành toàn bộ lợi nhuận làm từ thiện, có khi nào là báo Người Lao Động may mắn suy nghĩ đến những người thuộc giới cần lao này. Họ suy nghĩ về đời sống những người lao động này khi giám đốc của họ bị bắt và cái tình con người, cái trách nhiệm với sự ổn định của cuộc sống hàng ngày của họ đi đâu rồi. Mấy ngày nay họ lại nói như là chưa bao giờ được nói, phát hiện lý lịch bất ngờ của Nguyễn Phương Hằng, còn có một cái tên khác là Nguyễn Thị Thanh Tuyền, cứ như là Colombia phát hiện ra châu Mỹ. Ngoài cái buồn của đám đĩ bút trên, phải kiềm chế lắm, ông mới không buông ra một câu chửi, nói không đi đôi với làm. Và để cái ác trỗi dậy, phóng viên báo đang phù cái gì vậy, khai thác yếu tố, nhân thân, có màu sắc định kiến, áp lực thời sự và nhiều áp lực khác kể cả câu view đã khiến nhà báo chọn lựa kiểu giật tít, thiếu công tâm, thiện chí, thậm chí có dấu hiệu lừa dối nhận tâm, viết tít và biên tập tít là nghệ thuật, không phải là báo nào cũng có thể làm được.